ít nhất Pháp Hòa cũng là 30 cho tới 50 cái email. Mà 99% email á là gửi cho một nồi than. Cũng có thỉnh thoảng một vài cái mail thôi, nhưng mà trong trong 50 mail đó thì chừng một cái mail thôi: "Ồ, thầy ơi, con được nghe pháp con rất là vui." Có ít lắm, phần lớn là, mà có những người mà muốn mình phải trả lời gấp nữa đó, thấy không? Cái tiêu đề, cái subject á: "Thầy ơi, cứu con." Rồi có nhiều người đó phải để một câu nữa: "Thầy ơi, cứu con gấp chấm than cái." Thì thường thường mà quý vị biết á, là những cái mail á mà hỏi Phật pháp á, thì Pháp Hòa không có thời gian để trả lời liền, tại vì Pháp Hòa nghĩ thôi, thôi hỏi Phật pháp thì không sao, bữa khác cũng được. Nhưng mà mấy cái mail mà gấp gấp đó, phải không? Mà mai mốt khi nào mà lên gấp gấp như luật lệnh. Nhưng mà thật sự không có đủ thời gian để mà trả lời hết tất cả. Tại sao? Tại vì mình cũng có cái khổ của mình. Cái khổ của mình là cái khổ bận rộn. Ngày hôm qua trên Trúc Lâm là tu học nguyên ngày, rồi sáng nay lễ nguyên ngày, chưa kịp ăn cơm nữa, sáng không ăn sáng, trưa không ăn trưa là phải ra xe đi rồi. Hồi nãy tới Red Deer mới ngồi mở ra ăn được mấy miếng trên xe đó. Khuya nay 5 giờ là phải ra phi trường để đi Mỹ, ở bển gần cả tuần, rồi khi trở về đây thì có đám tang, và đồng thời phải đi Kelowna để làm lễ Phật đản cho tuần sau ở Kelowna. Bây giờ chương trình không dừng nghỉ. Thì thưa đại chúng, là sống đời an lành không phải dễ, bởi vì chúng ta được làm người là chúng ta có cái phước, nhưng mà trong cái phước đó đó mình cũng có gì, có cái nghiệp. Cái cõi đời của chúng ta thọ sanh ở đời này là do nghiệp, còn Phật Bồ Tát là do nguyện, còn chúng ta là do nghiệp. Nhưng mà trong cái nghiệp á nó còn chút phước, cũng giống như mình bệnh, ai cũng bệnh mà, nhưng mà mình may mắn là mình bệnh ở đây thuốc men đầy đủ, không phải lo tiền thuốc, chỉ có lo waiting list thôi. Ở đây mà bệnh mà đi gặp specialist là lúc nào cũng phải 3 tháng hẹn, có khi 6 tháng, và thậm chí chưa kịp gặp specialist nữa là mình đã đi viện bảo lãnh rồi, phải không? Thành thử trong cái phước nó cũng còn chút gì đó chưa trọn. Cho nên nếu mình được làm người là một khó, thì sống một cuộc đời lành thiện khó hơn. Vậy mà đôi lúc chúng ta thiếu chánh niệm, chúng ta cũng sống không lành thiện ngay trong cái đời sống của mình. Vì vậy cho nên á, đối với Đức Phật, trong Kinh Pháp Hoa nói: "Chư Phật ra đời chỉ vì một mục đích thôi, đó là khai, khai thị cho chúng sanh, khai chỉ cho chúng sanh gọi là thị, để nhận ra gọi là ngộ, để mà nhập được. Khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ nhà Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến, có bốn chữ à: khai, thị, ngộ, nhập. Mục đích của Đức Phật ra đời chỉ làm việc đó thôi. Mà bây giờ nói chữ khai thôi, nó là khai cái gì? Khai chỉ cho chúng sanh thấy cái khổ, cái vui. Mà cái vui mà chúng ta đang có đây là vui tạm hay vui trường kỳ, vui mãi mãi? Vui tạm thôi. Vậy thì cái gì mới là thường? Cái khổ nó dài dài. Tại vì sao? Tại vì mình thọ thân. Mà trong cái kiếp làm người của chúng ta, sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Còn vui là gì? Có được cái bằng, cưới được vợ, lấy được chồng, khúc 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 vậy đó. Khổ khổ khúc khúc gắn gắn vô vậy thôi. Chứ còn cái trường kỳ của chúng ta phải chịu là sanh già bệnh tử. Còn nếu mà nói là cái hạnh phúc vợ chồng cũng chưa nữa, cũng chưa chắc. Nhiều khi hạnh phúc ngay lúc quen nhau thôi, mà kể từ ngày cưới nhau rồi là bắt đầu khổ đau nó tới, tới cho tới ngày
mình qua đời hoặc là chịu không nổi nữa thì mình kiếm cách thôi. Không, thành thử ra cái chủ yếu, cái bản chất của cuộc đời này là chúng ta được cái gì đó cũng có, nhưng mà chúng ta trả một cái giá lớn lắm để mà được cái đó. Rồi ví dụ bây giờ mình qua đây mình nói mình thành công trong sự nghiệp đi, thì quý vị thấy cái sự nghiệp mà mình thành công sau này đó, đó là gì? Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt khổ lụy nó rớt xuống. Và những ngày mình mới qua đây tiếng Anh không biết, đi làm thì tiền lương ít, và chưa nói là gặp những người kỳ thị nữa. Đừng có tưởng là ở đây không kỳ thị. Pháp Hòa có những em đệ tử nhỏ đi học bị kỳ thị. Thậm chí thầy cô giáo mà thấy các em học giỏi hơn bản người dân bản xứ của họ, thầy cô giáo cũng kìm cách đè mấy em xuống. Đấy, hôm nay là có mấy em nhỏ mà biết đó, nó mới có mười mấy tuổi mà học rất giỏi, nhưng mà đi vô trường bị sự kỳ thị từ thầy cô giáo xuống cho tới những bạn học. Mà nó bị stress, nó về nó không dám nói cho ba mẹ nó nghe. Rồi cuối cùng mình thấy nó buồn á, dò hỏi riết nó mới nói ra. Mà khổ cái có những cái trường mà nó thích á, kêu nó dời nó không chịu. Nó không chịu dời trường mà nó chấp nhận nó ở đó, mà ngày nào nó cũng bị sự kỳ thị. À, mà không phải chỉ bạn học không, mà ngay cả những bậc lớn. Cho nên trong cuộc sống này, muốn sống một cuộc đời an lành khó hiếm lắm. Rồi quý vị thấy á, mình có phước á, mình mới có được cái thân có đầy đủ căn mắt tai mũi miệng. Nhưng mà đôi khi mình không đủ chánh niệm, thì mình thay vì mình dùng cái phước này để tạo thêm phước nữa, thì chúng ta lại dùng cái này để tạo nghiệp. Ví dụ mình có cái miệng không tàn tật gì hết, không tật nguyền gì hết ở miệng, thì thay vì mình dùng cái miệng mình tạo phước, thì mình lại thiếu chánh niệm, mình dùng cái miệng mình tạo nghiệp bằng cách là mình đã sử dụng ngôn ngữ, hoặc là mình nói những câu chuyện mà có hại đến người khác. Vậy thì cái phước mà chúng ta đang bị tổn giảm là do cái đời sống thiếu chánh niệm. Chúng ta tạo nghiệp bằng dụng cái phước có sẵn của mình để tạo cái nghiệp. Mà một mai cái nghiệp mình nó đầy ắp mà phước mình nó giảm dần thì khổ đau nó đến. Cho nên đôi khi á, chúng ta không đủ chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là gì? Là khả năng nhận biết những gì đang xảy ra. Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi ở đây là chật, nóng, biệt. Không? Mà mình biết rằng mình ở trong một cái môi trường chật, và có những bác lớn tuổi hơn, thôi mình nhường chỗ cho quý bác ngồi. Đây, đây bác Diệu Từ đang ngồi hàng A nè. Là VIP đó. Như vậy thì nếu mà ở một cái chỗ rộng rãi khác thì chỗ này chưa, nhưng mà ở trong cái phạm vi này, đây là chỗ sang nhất. Không biết mùi dán nhiều á. Thì quý vị mới thấy là cái khó mà một là chúng ta vượt được rồi, đó là khó được làm người, nhưng mà chúng ta có được. Nhưng mà chúng ta phải quán nguyện và suy nghĩ cách nào để cho rõ được cái chỗ gọi là sống cuộc đời an lành. Có đôi khi mình đang sống an mình không biết. Có nhiều người vẫn có gia đình, rồi có công ăn việc làm tốt, thu nhập tốt, thì bắt đầu sanh tật. Có thể là rượu chè cờ bạc chi đó đổ vỡ gia đình, vân vân. Cho nên sống một cuộc đời an lành khó lắm. Mà muốn được như vậy, bây giờ mình có nhiều khi á, mình được thân người thôi, nhưng mà cuộc sống của mình không an. Pháp Hòa có rất nhiều những cái phần tâm sự của các Phật tử, là có những người họ khổ từ khi họ có ý thức bước vào đời, chừng mười mấy tuổi là đã khổ. Rồi tưởng mình có gia đình mình sẽ được an lành, nhưng mà không ngờ cũng không được. Rồi cũng không được an ủi từ người phối ngẫu của mình, mà cũng không được sự an ủi từ cái người con cái của mình. Cho nên rất tội. Cho nên á, trong Phật Pháp á, Đức Phật có chỉ cho chúng ta làm phước. Mình có phước, mình được làm người, đủ các căn thì hãy dùng cái căn đó tạo phước. Rồi mình được cái phước là có của, thì hãy dùng cái của đó tạo phước. Cho nên mình có được cái gì á, dùng cái đó tạo lại.
Ví dụ mình hạnh phúc, thấy người khác hạnh phúc mình mừng cho anh ta, không có ganh. Mình làm ăn có của thì mình thấy nơi nào cần sự giúp đỡ của mình làm. Có nhiều khi có những chúng sanh đó, quý vị biết không, xây chùa họ không xây, chỉ làm từ thiện thôi, cho người nghèo, giúp người bần cùng họ làm, nhưng mà cúng chùa là họ không cúng. Nhưng mà có những người, người ta lại thích cúng tượng Phật. Thường thường á, kêu gọi cúng gì á, thì hiếm chứ, kêu gọi cúng tượng Phật ta cúng dữ lắm. Tại vì sao? Vì ta quan niệm rằng mình dựng lên một cái tượng Phật á, nhiều người lễ bái á, mình sao? Có phước. Cũng giống như á, ví dụ ha, mình mang 20 đồng mình cúng chùa. 20 đồng à, nhỏ quá, thôi chạy ra chợ mua bao gạo đi. Tại sao? Tại quan niệm sao? Gạo nấu ra cả 100 người ăn. Và 100 người ăn thì mình mới có phước. Nghĩ vậy cho nên chùa gạo chất đầy. Cho nên quý vị thấy có những chúng sanh, có những người á, người ta chỉ kính Phật và người ta phát tâm đối với Phật. Vì vậy cho nên á, chùa hay ít nhiều gì người ta cũng tạo ra những cái Phật cảnh, tạo tượng Phật để cho chúng sanh nào đó thích Phật phát tâm đảnh lễ. Thầy Pháp Hòa được biết là thầy trụ trì đây là sắp sửa tạo Phật cảnh rồi phải không? À, nghe nó làm quy mô lắm á. Và quý vị phải chuẩn bị cúng giàng nha. Tạo Phật cảnh để cho các cái người người ta phát tâm. Có nhiều khi ví dụ mình tạo cái cảnh Lâm Tỳ Ni, nhưng mà có thể những Phật tử cả đời đi theo Phật nhưng mà không biết Lâm Tỳ Ni là cái gì. Nhưng mà đi tới chùa cái thấy cái cảnh Hoàng hậu Ma Gia vịn cành cây có 7 bước đó, sẽ hỏi này là gì, thì được cơ hội biết à, đây là cái cảnh Lâm Tỳ Ni diễn tả lại cái cảnh khi Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời. Nhờ vậy đó mới hiểu thêm Lâm Tỳ Ni là gì. Hôm rồi Pháp Hòa đi qua bên Mỹ đi giảng cái chùa đó, cái chùa đó tên là chùa Lâm Tỳ Ni. Thì khi mà xe dừng lại thì Pháp Hòa thấy viết chữ Lâm Tỳ Ni bằng chữ Nho mà mình sớm xác, nó để vậy nè, Lâm Tỳ Ni tự bằng tiếng Tàu á. Nên mình sớm xác mình không đọc 2 chữ trên, mình đọc 2 chữ dưới, Ni tự. Pháp Hòa nó ủa, nhớ chùa này chùa Tăng mà đó. Bởi vì Ni tự là theo tiếng Việt là chùa Ni, nó để Lâm Tỳ Ni tự. Ở Việt Nam thí dụ như là Quan Âm Ni tự, Phổ Hiền Ni tự, nghĩa là chùa Phổ Hiền này là của các vị nữ tu. Thì mình lên tới cái chùa đó mình thấy 4 chữ mà không đọc 2 chữ trên, cứ ngừng xe đọc ở dưới Ni tự. Mà mình nhớ rõ ràng mình nhận lời mời chùa này là chùa Tăng mà sao giờ thành chùa Ni. Trong đầu cứ question như vậy. Một lát mới nhớ trật, à Lâm Tỳ Ni tự. Lâm Tỳ Ni là 1 chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Lumbini. Mà Lumbini là cái vườn nơi Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời. Thì nó nhờ tạo cái cảnh đó cho nên Phật tử được hiểu. Cái qua cảnh kia cả tạo cảnh Bồ Đề Đạo Tràng. Không biết Bồ Đề Đạo Tràng là gì, mà nhờ biết là Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật. Quý vị nhớ Đức Phật thành Phật dưới gốc cây gì không? Phải không? Có nhớ không? Phải mà. Thì mình nhờ mình thấy Phật cảnh cho nên mình mới đặt câu hỏi, nhờ vậy cái mình biết thêm. Cũng giống như quý vị đi chùa, quý vị thấy Đức Quan Âm mà cầm ôm em bé đó. Hỏi Quan Âm gì vậy? Thế nào cũng nói Quan Âm thì kính nè. Cái tượng Đức Quan Âm cầm ôm đứa nhỏ đó có khi gọi là Quan Âm Tống Tử, để cho những người người ta cầu con à, ai mà không có con hiếm con lại Đức Quan Âm Tống Tử. Thật ra Đức Quan Âm có nhiều cái hạnh nguyện mà do hạnh nguyện của Ngài mà người ta tạc tượng. Ví dụ như Ngài có hạnh nguyện là có thể làm cho chúng sanh được cái sở nguyện sở cầu của mình, sinh con. Người ta tạo tượng Đức Quan Âm là Quan Âm Tống Tử. Rồi Đức Quan Âm mà giúp người ở ngoài biển thì người ta tạo một cái cảnh biển, Đức Quan Âm đứng ở trên đó, Quan Âm Nam Hải.
Ví dụ vậy đó. Cho nên nhờ mình gặp những cái tượng, mình hiểu được. Ví dụ quý vị nhìn sao đây thấy tượng Tổ Đạt Ma, nhưng mà trước đó không có tượng đó thì mình chẳng biết ông đó là ông nào. Nhưng mà nhờ tượng đó cái mình hỏi, dạ thưa vị đó là vị nào? Nói vị đó là Tổ Đạt Ma. Ủa tại sao Tổ gánh một chiếc giày, còn chiếc kia nữa đâu? Nó chắc đi đường mất. Mà nhờ mình đặt câu hỏi là tại sao Tổ Đạt Ma chỉ quẩy một chiếc giày, chiếc dép mà không quẩy cả hai, thì nhờ mình đặt câu hỏi về cái có cơ hội quý thầy giải thích cho mình nghe, phải không? Cho nên á, quý vị nhớ là tất cả những cái gì chúng ta làm, nếu mà chúng ta đem cái tâm Phật Pháp chúng ta vào đó thì nó đều là mang cái ý nghĩa. Cho nên cái câu thứ ba là hiếm thai gặp và nghe được cái pháp chánh tông, hay là nói là hiếm thai nghe Phật Pháp. Thưa đại chúng á, cái người mà hiểu Phật Pháp á, nếu mà cái tà pháp mà lọt vô tai cái người chánh á, thì tà pháp cũng thành chánh pháp. Tại vì người chánh á, họ có thể chuyển cái pháp tà thành pháp chánh. Nhưng mà nếu cái tâm người kia mà tà rồi á, thì chánh pháp mà lọt vô tai họ cũng bị họ làm cho thành tà pháp. Cho nên có một vị tổ nói đó, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Cho cái giống như ví dụ thôi, bây giờ mình biết nấu ăn, mà mình biết nấu ăn mà cái người kia lỡ họ nấu hư món gì đó họ đưa cho mình á, mình vẫn có thể sửa được, sửa chữa. Hoặc là mình biết may vá, người ta đưa cái áo hư mình coi, mình có thể tìm cách sửa được. Mà cái người mà không biết may vá rồi đưa nguyên khúc vải nguyên, họ cắt hồi thành vải vụn, còn không là may nó trật đường đó. Thì ví dụ vậy đó, thì cũng thế. Cho nên đời này á, mình được gặp thầy lành bạn tốt, được nghe được pháp chánh đó, đó là cái phước duyên của mình chứ không phải thường. Mà tất cả cái phước đó đó, nó từ đâu? Từ cái đời sống lành. Bây giờ Phật tử muốn sống lành đó, quý vị chỉ cần thực hiện ba câu thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Và ba câu đó đó là gom gọn hết 45 năm thuyết pháp của Đức Phật. Đại chúng nhớ là Đức Phật thuyết pháp 45 năm. Ngài thành đạo năm ngày 29 tuổi. Xin lỗi, Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi. Đức Phật đi xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi, và 45 năm thuyết pháp. Nếu mà theo xưa, theo một thuyết khác á, Đức Phật xuất gia 19 tuổi, người ta vẫn nhận cái thuyết là Đức Phật thành đạo 35 tuổi, nhưng mà người ta chia cái thời gian tu của Phật ra thành tới 11 năm rồi. Vì họ cho rằng Đức Phật 5 năm đi tìm sư, 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm tu hành. Nhưng mà một cái thuyết mà người ta nhận nhiều nhất đó là gom gọn suốt cuộc đời tu tìm đạo của Đức Phật chỉ 6 năm thôi, tức là đi tìm thầy và khổ hạnh, tới chung là cuộc sống đi tầm sư học đạo khổ hạnh 6 năm. Vậy thì 29 tuổi đi tu, 6 năm khổ hạnh. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là ngày 35 tuổi. Và 45 năm thuyết pháp, ngày mất năm ngày 80 tuổi. Thì ngày thuyết pháp vô lượng, mà thậm chí quý vị biết là ngày thiêm thai ký giả, ngày quy nạp hết tất cả giáo lý của Đức Phật trong một bài thơ 4 câu. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát ni. Đầu tiên Phật nói Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tam thất tức là 3 lần 7. 3 lần 7 21, tam thất nhật. Hoa Nghiêm nói 21 ngày. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị tức là kinh A hàm nói 12 năm. Kinh Phương Đẳng nói 8 năm, gọi là Phương Đẳng Bát. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói tất cả các loại kinh Bát Nhã. Bây giờ quý vị tụng cái bài Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó,
cái bài đó là một bài Bát Nhã Tâm Kinh mà nhỏ nhất, ít nhất trong một bộ Bát Nhã 600 quyển. Bát Nhã tổng cộng là 600 quyển chứ không phải chỉ có cái bài mình tụng 265 chữ đó đâu. Mà quý vị biết là ngài Huyền Trang á, Tâm Tạng Pháp Sư Huyền Trang đi qua Ấn Độ thỉnh kinh á, ngài đã để cuộc đời của ngài dịch cái bộ Đại Bát Nhã đó là bát bộ kinh cuối đời của ngài trước khi ngài mất. Ngài dịch xong bộ Đại Bát Nhã 600 quyển đó rồi ngài mới mất. Và cái bản kinh Bát Nhã cuối cùng ngài dịch đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh mà bây giờ chúng ta tụng đó. Vì sao gọi là tâm kinh? Bởi vì nó gom gọn tất cả ý tứ của cái hệ thống Bát Nhã. Mà nói tới hệ thống Bát Nhã là nói gì? Nói tới trí tuệ, các lập luận trí tuệ để mà luận bàn những vấn đề. Cho nên khi mà nói tới Bát Nhã đó, là đa phần người cứ nghĩ có một câu ba ha Bát Nhã đó đó, chứ thật sự Bát Nhã là một hệ thống 600 quyển. Thí dụ như Kinh Kim Cang đó là một trong những bộ kinh Bát Nhã đó, chứ không phải Kinh Kim Cang thường đó. Kinh Kim Cang là một trong những bộ hệ thống Bát Nhã. Vì vậy cho nên đó, ngày Huyền Trang ngày gom gọn lại, thì quý vị thấy là Đức Phật á, 45 năm thuyết pháp, tất cả kinh điển Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn Đức Phật nói trong 8 năm. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Cái trường hợp mà bây giờ mình tụng kinh mình thấy nó liên tục chuyện này chuyện kia, lúc bấy giờ Phật ở đâu đó, đó là không phải nó xảy ra liên tục. Có thể là hôm nay chuyện đó nó xảy ra ở Calgary, một tháng sau nó lại xảy ra ở Edmonton. Rồi sau này các cái bài kinh mà nó nương, nó giống giống nhau, người ta mới gom lại thành một hệ thống với nhau, thành ra thành một bộ kinh. Chứ không phải đừng có suy nghĩ là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa cái là ngài spend 4 năm ngài nói cái gì gọi là Pháp Hoa. Không phải. Ngay cả Bát Nhã cũng vậy. Hôm nay Phật nói chỗ này bài kinh này, mốt Phật nói lời kinh kia, sau này các vị gom những cái đó, cái ý giống, cái ý và thuộc về những cái hệ thống vậy, ta gom thành. Cho nên bây giờ mà ngày nay chúng ta có được một bộ kinh gọi là Đại Tạng Kinh đó, hàng trăm quyển đó, để cho chúng ta nghiên cứu đó, đó là một công trình lớn của các cổ đức ngày xưa. Các ngài đã dày công đọc tụng rồi chọn lựa nó thuộc về những cái hệ thống tư tưởng nào để đưa thành ra một hệ thống. Thì quý vị thấy là, rồi bây giờ qua trở lại là Đức Phật nói nhiều như vậy đó, mà rốt cuộc chỉ có mấy câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Bây giờ ai hỏi mình, bây giờ đạo Phật nói nhiều quá, giờ anh có thể nói gom gọn cho tôi ý nghĩa đạo đức nhà Phật gồm cái gì? Quý vị cứ nhớ ba câu đó. Nhưng mà bây giờ muốn phân tích mà thế nào đừng làm ác, nói cả ngày, nói cả tháng, cả năm. Giờ muốn trừ ác thì phải làm gì? Chỉ có cách giữ giới thôi. Có phải quý vị giữ giới không sát sanh là không làm ác không? Giữ giới không trộm cắp là không làm ác không? Giữ giới không tà hạnh là không làm ác không? Giữ giới không nói dối, không đâm thọc, không chửi rủa là không làm ác không? Không rượu chè cờ bạc là không làm ác không? Rồi ngược lại làm lành nè: phóng sanh thay vì sát sanh, bố thí thay vì trộm cắp, chánh hạnh thay vì tà hạnh, nói lời chân thật, nói lời hòa giải, nói lời hiền lành thay vì nói dốc, nói đâm thọc, nói chửi rủa. Đó, cho nên mình làm ngược lại cái kia thì gọi là làm lành. Cho nên rồi cuối cùng là gì? Giữ tâm trong sạch, hay là phổ độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh. Mà khi mà tâm mình trong sạch á, thì không có phạm những cái khác. Cho nên Đức Phật định nghĩa trong U Bà Tát Giới Kinh đó, thiệt định tức là giới, định tức là giới. Quý vị nhớ tại sao mình thắp ba cây nhang? Nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhang thắp ba cây, nhưng mà thật sự không cần ba cây nữa. Bởi vì trong định á, nó có giới, có tuệ. Trong tuệ có giới, có định. Trong giới có định, có tuệ. Cho nên thắp một cây cũng được, không cần nhất thiết phải đủ ba cây. Và khi chúng ta hiểu được cái đó,
thì chúng ta thấy rằng tất cả các cái điều lành mà chúng ta làm không gì ngoài trì giới. Vì vậy Phật tử luôn luôn được khuyến khích quy y thọ giới. Mà quý vị thấy là một cái xã hội nó hiền lành là do gì? Do người dân ta giữ luật. Thí dụ Pháp Hòa nói quý vị nghe, đi qua Nhật á, lên xe bus nha, mấy đứa nhỏ 6-7 tuổi đi xe bus với mình luôn, đi học á. Ở bên Nhật á, con nít á, cha mẹ không được đưa đi học. Ví dụ như dân ở khu này ha, thì sáng là nó hẹn nha, tất cả con nít ở khu vực này phải tập hợp ở một góc đường đó, rồi nó sẽ cử một cái đứa lớn nhất cầm cây cờ, đủ số lượng mà nó phải hướng dẫn đi học á, là nó hất cờ lên cái là nguyên cái tớp đó đi theo. Cha mẹ chỉ được quyền đưa con đi học khoảng chừng tháng đầu thôi, để cho nó quen đường thôi, rồi sau đó nó tự đi. Tại vì người Nhật quan niệm là phải cho con mình independent, cho nó một cái gọi là dạng dĩ trong vấn đề đi đường. Quý vị biết nó lên xe bus, mình lên xe bus là mình thấy nít đầy cho cái giờ tan học hay là giờ đi học. Mình mà rớt một cái món đồ, rớt cái bus, tới hồi nửa ngày sau mình nhớ trực mình trở lại cũng còn đó. Còn không á, là cái đứa nhỏ mà nó nhặt được á, nó lại nó cầm hai tay nó đưa cho mình. Một cái đất nước mà nếu như người dân mà người ta giữ những cái điều luật á, thì tự nhiên nước đó an, có phải không? Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mà gia đình mình mà ai cũng giữ được những cái điều mà đạo đức căn bản thì gia đình đó an. Vậy thì bây giờ đại khái mình đặt một câu hỏi là một đất nước, một nơi chốn mà được bình an do đâu ra? Do giữ giới. Do con người có giữ giới. Mà giới là gì? Là nhà Phật hay kêu giới luật. Bây giờ đại chúng cứ nhớ giới là gì? Một cái giải thích đơn giản thôi. Giới là đạo đức. Cho nên có nhiều nơi người ta không xài chữ giới, người ta nói đạo đức, định, tuệ, thay vì ta xài chữ giới. Mà tại sao gọi là đạo đức? Vì người có giữ giới thì đâu có làm những cái điều sai quấy. Mà không sai quấy là đạo đức rồi. Người xưa ta định nghĩa chữ giới là phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác là phòng ngừa cái lỗi để ngăn chặn hoàn toàn cái ác. Cái lỗi á, là cái nhỏ, cái vô tình. Nhưng mà nếu mà không biết mà làm hoài nó lâu thành, lâu ngày nó thành cái tội. Ví dụ con nít ở nhà đó, mình để tiền cắt đi chợ về một đồng hay đồng mình không quan tâm, để mình nghĩ con mình nó nhỏ mà nó không biết. Nhưng mà khi nó hơi biết biết cái đó là tiền rồi đó, bắt đầu nó lấy. Mới đầu lấy nhỏ thôi, tại vì tuổi nó cỡ đó thôi, nó thấy đồng là lớn, hai đồng là lớn. Nhưng mà khi nó lên 15 tuổi á, thì nó thấy nó sẽ thấy tiền lớn theo tuổi của nó. Và nhất là những cái nhu cầu đi học. Cho nên rồi cuối cùng nó sanh tham là từ cái nhỏ, cái lỗi từ đầu là nó ăn cắp cái vặt đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa hay để ý, nhà mình mà có con nít á, mà mình phải nên phòng phi ngay từ đầu. Vợ chồng nói chuyện với nhau, những cái lời thô cũng không để nó nghe. Đừng nghĩ rằng con nít nó không biết, nó không hiểu cái chữ đó là gì thôi, nhưng mà nó biết cái chữ đó là không tốt. Và nó học những cái chữ đó, nhưng mà tại chưa đụng duyên, nó chưa phát cái câu đó ra. Bữa nào mình đi về mình mới nghe nó nói. Ngày hôm qua có một em Phật tử, nó đâu chừng 3 tuổi à, con gái, cái Hòa gặp nó, Hòa mới dẫn chơi qua này. Hey boy, quý vị biết nó say qua, nó nói qua, ui giời ơi. Nó có 3 tuổi thôi, 3-4 tuổi gì đó. Thì quý vị thấy nó dễ sợ không? Cho nên có nhiều cái á, nó nhỏ lắm, bắt đầu mình tưởng nó không biết gì, mình nói này, nó say qua, nó nói, don't gossiping about me. Nó đừng có nói xấu tôi. Đừng có, quý vị thấy không? Con nhiều khi mình kể những cái chuyện tật đồ của nó hiểu mình nói cái gì hết á. Nó không có rành từng câu từng chữ, nhưng mà nó biết mình đang nói về nó. Nó nhìn mình. Vậy thì ngay con nít nó đã biết cái đó. Chúng sanh mình á, mình chưa tu chứng, tật nguyền của mình còn nhiều lắm.
Ngay cả khi mình đi xuất, mình đi làm Phật tử, mình tu rồi. Cho nên á, cái tu á là tu cải hành vi, xả ác tùng thiện, ly dục tùng thiện giả. Tu là đơn giản vậy thôi, là chúng ta xả cái ác hành cái thiện. Nhưng mà cái chữ ác á, trong Phật Pháp nó không có nghĩa là khi nào mình đâm người, giết người mới kêu ác. Cái gì mà làm tổn giảm cho người khác đều là ác. Ví dụ mình nói một câu, mình hành xử một chút mà người khác tổn thương, đều là thuộc chữ ác. Tổn giảm là ác mà tăng ít là thiện. Cho nên mình làm cái gì mà tăng ít cho người, tăng cái điều thiện cho người là thiện hết. Cho quý vị mới thấy câu thứ hai, câu thứ ba khó lắm. Mà thật khó. Hiếm thay được làm người được rồi, nhưng mà hiếm thay sống đời an lành, hiếm thay nghe pháp chánh tâm. Bây giờ hồi đó mình muốn nghe pháp khó, phải đi tới chùa mới nghe được pháp. Mà ngày xưa chùa cũng ít thuyết pháp nữa, lâu lâu mới có những cái chương trình thuyết pháp thôi. Bây giờ là chùa nào cũng thuyết pháp mỗi tuần. Và chẳng những vậy, và bây giờ quý vị muốn nghe bất cứ thầy nào thuyết, quý vị chỉ cần lên Google, quý vị gõ một cái thôi là thầy đó hiện ra liền. Thành thử ra rõ ràng là mình có thần thông hay gì nữa. Tưởng tượng nổi không? Nếu mà 30 năm trước làm gì mình tưởng tượng nổi, có một ngày nào đó mình chỉ cần dùng bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Bấm mấy tiếng, mấy chữ thôi là bắt đầu các thầy khắp nơi trên thế giới hiện lên hết. Mà quý vị thấy hồi xưa trong kinh nói là ngồi một chỗ mà biết khắp đại thiên thế giới không? Bây giờ là mình đó. Chỉ cần ngồi một chỗ thôi, đại thiên thế giới này mình biết hết. Vậy là mình có thần thông rồi chứ gì nữa. Phải không? Nhưng mà cái đó chỉ thông thôi chứ chưa thần. Thần là gì? Là sức mạnh của tâm linh, mình biết mình đang làm gì nó mới thành thần. Cho nên ngồi đây ai cũng có tiền, nhưng không biết xài tiền là chưa có tài mà chưa có thần, cho nên thần tài chưa tới. Nhà nào cũng thỉnh ông thần tài về thờ hết. Thưa đại chúng, tiền là tài đúng không? Chữ tài là bây giờ ngồi đây nè, người nào mà không có nhiều thôi, nhưng mà trong túi thế nào cũng có vài chục, đó là tài chứ gì nữa. Nhưng nếu chúng ta có tuệ giác, có hiểu biết, có biết cái cách dùng cái tiền của mình, thì mình là thần tài. Thần tài không phải ông nào khác đó, thần tài là mình. Thần tài là mình. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sai lầm, bạc ác hơn mang. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Quý vị thấy không? Chữ tiền là dấu huyền phải không? Cất dấu huyền là tiền là tiên. Để dấu nạn tiền rất tiện. Phải không? Mà nếu mà có tiền mà xài đúng cái tiễn, mà nếu mà xài nữa nó tiễn mình đi luôn. Cho nên cũng chữ ăn thua bỏ dấu à. Để dấu huyền là tiền, mà có tiền là thành tiên, mà có tiền thì rất tiện, mà phải biết xài thì nó rất là tiện, còn nếu không là tiện. Vậy thì quý vị thấy chữ thần chưa? Chữ thần là vậy đó. Cho nên trong kinh nói thần sông, thần núi, thần đất, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần ăn uống. Vậy thì thần trong Phật giáo là gì? Bây giờ thưa đại chúng nè, sau 6 tháng mùa đông, hôm nay quý vị thấy trời đẹp không? Trời thật là đẹp, ấm áp mà đẹp. Đây là thần chủ ngày. Cho nên người Mỹ ở đây á, họ quý những ngày hè như vậy lắm. Đi dọc bên đường á, là họ ra sân, họ ra sân họ đi chơi. Ngày hôm nay là ngày trời ấm mà rất đẹp, mà tuần này lại là long weekend nữa. Cho nên chữ thần á, thí dụ mình đang lạnh mà được vô nhà thần nhà, mình trời đang lạnh có được lò sưởi là thần sưởi, thần lửa. Chữ thần là vậy đó. Thần nghĩa là mình có đủ cái gì mà nó cho mình được cái hạnh phúc mà bất khả tư nghị, mà quan trọng là mình biết sử dụng nó.
Cho nên quý vị thờ thần tài, thờ thần tài đó chỉ là một ý niệm nhắc nhở chúng ta. Hễ mà thần tài thì phải đi chung với gì? Thổ gì? Thổ địa. Thần tài là đi chung với thổ địa. Thổ là thổ địa là đất phải không? Mà mình thờ thần đất. Ai cũng làm chủ căn nhà mà. Mà nếu mà ông thần tài ông nghỉ chơi mình thì cái nhà nó cũng phải bán. Thì thổ địa cũng là mình. Thổ địa là đất tâm. Tâm mà vững thì giữ được tiền. Tại vì theo quan niệm là thổ sanh kim, đất sanh ra vàng. Mà muốn vàng mà giữ được ở đất, hay là đất giữ được vàng, hai cái đó hổ tương với nhau. Tâm địa này, thường thường ta kêu tâm địa phải không? Tâm địa người đó hiền lắm, tâm nghĩa đường đó xấu lắm. Vậy thì địa này chính là đất, địa này là đất, mà đất này là tâm. Đó là cái ý niệm của người xưa muốn nhắn nhủ với chúng ta. Chứ còn thật sự ông thần tài đó ông phạm lãi chứ ai. Ông thần tài mà quý vị đang thờ là ông phạm lãi đó, chứ không có ông thần nào tên thần tài đó. Là vì khi ông phạm lãi ông từ quan rồi đó. Ông có của ông đi khắp nơi ông bố thí, chỗ nào nghèo ông bố thí. Mà riết rồi phạm lãi đi tới đâu á, người ta gặp phạm lãi ta nói ô ông thần tài của mình tới. Cho nên khi ông phạm lãi ông qua đời đó, người ta tưởng nhớ đến ông và người ta tạc ra cái tượng của ông để người ta thờ và gọi là thần tài. Chứ thật sự nguồn gốc của ông thần tài đó chính là ông phạm lãi. Cho nên mình thấy rằng á, trên cuộc đời này á, pháp thì nhiều lắm, nhưng mà phải pháp chánh tông mình nghe mới được. Nhưng mà hãy pháp chánh tông mà đôi khi nghe nó nghịch cái lỗ tai mình. Tại vì người ta nói thật, người ta nói những cái điều chân lý cho mình nghe. Cho mình có phước lắm mình mới được nghe chân lý. Cho nên Phật tử rồi là phải tuyệt đối có chánh tính, chứ không có được mê tín. Thế nào sao kêu chánh tính? Ví dụ như bây giờ đó, một cái việc nhỏ là thờ Phật mà đi coi tuổi gì hạp với Phật nào để thờ đó là không được rồi đó. Trời đất ơi, mình thờ Phật chứ mình có phỉ báng Phật đâu mà sợ. Mình thờ Phật là có phước, học hạnh của Phật, chứ tại sao đi coi tuổi. Mà nếu mà có thật sự có tuổi nào nói cô hạp Quan Âm nha, à, chú này hạp Thích Ca nha, ông này hạp Di Đà nha, đó nói dốc đó. Không có cuốn kinh nào nói cái đó hết. Quý thầy không nói tại sao mấy ông đó biết. Cho nên không cần đi coi tuổi. Mình thờ Phật là tốt. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là quý vị đi mua con chó, con mèo, con vịt để đầy nhà xong coi tuổi. Sao tôi hợp con gì tôi đem gì tôi để. Đem mấy cái con gì để đầy nhà hết không coi. Mà thỉnh Phật Bồ Tát về thờ lại coi tuổi. Thành nữ ra không cần coi mấy cái đó. Mình thờ là mình kính ngưỡng, học hành. Chụp hình cứ chụp thoải mái, đừng sợ ba người. Tại nhang đốt cũng ba cây, quy y cũng tam bảo, thấy không? Phước lộc thọ cũng ba người. Phước lộc thọ cũng ba người. Mà tại sao mình không đứng vô mình chụp hình nói phước lộc thọ? Mỗi mai mốt mà bà đang đứng chụp hình người nói ế tại sao chụp ba người nó mắc gì cũng được, phước lộc thọ. Rồi người nào nó không được cũng được. Vậy mấy người được vậy? Bốn hả? Dách gì xám xây. Bốn là tử chết à. Rồi cái bà thứ bốn mà nó không được được. Bốn là tử không được đâu. Thôi để tôi vô là năm. Rồi năm là gì? Ngũ quỷ. Nguyền quá. Thành thử ra mình nói cái nào nó cũng dính hết trơn hết. Thấy không? Thành thử là quý vị từ đó quý vị thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Mình thật sự là tự do thờ Phật, tự do làm lành, mà cứ bị mấy cái chuyện đó nó ràng buộc mình. Thế là mình không có tự do. Cho nên được làm người, được sống một cuộc đời an lành. Nhưng mà nếu có pháp chánh tông thì làm cho đời mình an lành hơn nữa. Nếu mà có pháp rồi đó
Thì quý vị thưa đại chúng là nhớ là Phật dạy nè, người sống ở đời có bốn hạng. Một, từ tối ra sáng, nghĩa là từ khổ đau ra hạnh phúc á. Có nhiều người từ sáng ra sáng là từ hạnh phúc này đi tới hạnh phúc nữa. Ngược lại có những người từ sáng đi vào tối, hoặc là từ tối đi vào tối. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta sanh ở đời này, chúng ta rõ ràng là có thể tạm gọi đi ha, mình là người từ đã ở cõi sáng. Bây giờ cái quan trọng là học pháp để đi ra thêm sáng, chứ không thể nào từ sáng đi vào tối được. Cho nên đời sống lành ai cũng muốn hết á. Nhưng mà cái quan trọng là có phương pháp không? Có phương pháp nào để làm cho đời mình an lành không? Cho nên mình phải quy y pháp. Quy y pháp là gì? Là đi tìm tòi một con đường chân chánh để đi. Thưa đại chúng, mà bước lên xe mà bây giờ mà không biết đường đi là nhờ gì? Nhờ cái GPS. Đó, đi đường thôi mà cái cần cái GPS, cần cái bản đồ. Thế thì tại sao chúng ta sống ở đời mà chúng ta không cần bản đồ để đưa cuộc đời mình tới chỗ an lành, là bằng cách là nương tựa pháp? Thì tại sao phải sợ quy y? Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y là trở về nương tựa, và trước hết là trở về nương tựa với người thầy của mình là Đức Phật. Nương tựa trở về với con đường dẫn mình đi tới chỗ an vui là pháp, chứ có gì đâu. Bây giờ quý vị cứ để ý, người ta mời mình đi cái mình hỏi cho tôi xin địa chỉ, không biết địa chỉ. Như Pháp Hòa đó ha, đưa địa chỉ cũng mù. Thôi nói cho em nghe đi, đi tới cây xăng đó quẹo, đi tới cái tiệm kia quẹo, em đi đường kiểu đó không? Không có biết đường mà đi. Nhưng mà hãy đi đâu là phải hỏi vậy đó. Thì bây giờ quý vị mình rất là tiện lợi là mình có cái phone, hay là trên xe mình đã có cái máy, rồi thậm chí hoặc là người ta mua, người ta bán sẵn. Nói chung là bây giờ đi đường không sợ lạc, mình có cái bản đồ chỉ dẫn đó. Sống ở đời đi đường cũng phải có, mà hồi xưa chưa có thì cái bản đồ, đi tới đâu mua bản đồ tới đó rồi mình tránh. Đó là pháp đó. Thế thì người Phật tử chúng ta, hay là con người sống ở đời, muốn có đời sống an lành là phải có phương pháp, gọi là nương tựa pháp. Nương tựa tăng. Nương tựa tăng là gì? Là đoàn thể. Đoàn thể sống lành mạnh là đoàn thể của những người tu hành. Đó, ví dụ vậy đây, ngồi đây là đoàn thể tu tập đó. Biết nhường nhau, biết nhịn nhau. Còn nếu mình đi vô trong hãng cũng có đoàn thể của mình. Mình đi vô trong cái tiệm mình làm việc, bất cứ ở đâu mình tới đều có đoàn thể hết. Nhưng mà quan trọng là mình làm sao cho cái đoàn thể mình được hài hòa, thuận thảo với nhau. Cho nên cái câu là tự quy y tăng, đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nghĩa là con trở về nương tựa với bản chất hòa thuận nơi con, để con đi đến đâu con cũng hội nhập được với tất cả, để đi tới chỗ nhất thiết vô ngại. Cho nên câu tự quy y tăng cũng là lời phát nguyện tu tập. Mình nương tựa tăng bên ngoài, mà nương tựa tăng ở trong mình. Mình có sự hài hòa rồi thì đi tới đâu mình cũng hội nhập được hết. Rồi câu cuối cùng là hiếm thai Phật ra đời. Trong kinh nói, nơi nào mà có các bậc thánh nhân xuất hiện là nơi đó có an lành. Thôi bây giờ Pháp Hòa không dám nói thánh nhân ha, mình nói đơn giản thôi. Quý vị thấy nơi nào có những bậc tôn đức tu hành đến đó thì tự nhiên chỗ đó có sự bình an. Mình nói đơn giản thôi. Ví dụ như gia đình mình đó, đang có nhiều cái hụt hẫng, ba mình hay mẹ mình hay là những người thân mình mà có đạo đức tới, tự nhiên mình thấy cái nhà mình nó an ổn. Cho nên cái người mà người ta có tu á, ở nơi người ta tỏ ra cái đức, và người ta bước tới cái chỗ đó, tự nhiên làm cho chỗ đó được có một cái không khí gì nó lạ, mà mình cảm nhận được cái đó. Nhưng mà ngược lại có những người họ sống nóng giận, phiền não, mình gần họ hồi mình cũng cảm được cái năng lượng đó. Có không? Nhà nào mà lạnh lùng quá bước vô vẫn cảm giác được cái nhà là sao lạnh quá. Nơi nào mà người ta ấm cúng tình nghĩa, mình bước vô mình vẫn cảm được. Huống chi là một Đức Phật, một người giác ngộ.
Cho nên hiến thai được làm người, hiến thai sống đời an lành, sống hiến thai nghe được diệu pháp, hiến thai Đức Phật ra đời. Và Pháp Hoài chú ý tới cái chuyện là, thưa đại chúng, là cái chuyện ba cái lần đầu đó, được sanh làm người, được sống đời an lành, được nghe pháp. Mà chính cái nghe pháp này nè, nó giúp cho mình có được một đời an lành. Mà chính cuộc sống an lành này, nó là cái phước duyên, nó đưa mình đến những cõi lành. Mà trong các cõi lành, mà cõi lành thấp nhất là loài người. Trong lục đạo đó, cao nhất là cõi trời, kế đến là Atula, kế đến là người. Mà dưới người cái là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên trong sáu cõi luân hồi thì hai cõi trên mình không biết với tới không, không chừng hồi xưa cũng ở trển rồi, phải không? Nhưng mà rồi do mình ham gì dưới này đó không biết nữa, thì mình đi xuống đây. Thôi bây giờ mình ở trển rồi, nói mà nói gần thì trong các cõi, mà từ cái cõi người đi xuống đi, thì quý vị thấy không? Con người mình đó, là động vật tối cao trong các loài động vật. Con vật là có tất cả con vật, rồi con người mình là của một loài động vật, nhưng mà mình thông minh hơn. Và mình á, cái cõi của mình á, cái cõi của mình á, có khổ, có vui. Cho nên mình có sự sao? Nhận thức. Ví dụ ở cõi trời coi vậy mà cũng hơi khó tu, gì thuần vui không có khổ. Mà chính thuần vui không có khổ, cho nên không có ý thức được cuộc đời vô thường, ham chơi nhiều hơn. Nhưng mà nếu cõi địa ngục á, là thuần khổ không vui, cho nên nó không phát tâm, nó đâu có thấy vui là gì đâu mà phải phát tâm cầu vui. Cho nên thôi đời tôi vậy tôi chấp nhận. Nhưng mà cõi người mình khác, có khổ có vui. Cho nên mình nhận chân được khổ là gì, vui là gì, và muốn vui được làm gì, phải làm cái đó. Cho nên mình phát tâm mình làm, thì cõi mình cõi người coi vậy mà cũng dễ tu. Bởi vì sao? Bởi vì cõi mình có đến có đi, có được có mất, có thắng có thua, có vui có buồn. Vậy cho nên bù qua đắp lại vậy mới sống nổi tới giờ đó. Không, cho nên ở cõi trời mà thuần vui thì không lo tu. Đi bạc ti không là hết giờ rồi. Ở trển là tổ chức tiệc tối ngày đó. Bí vị với ê tiên thì nhiều lắm. Đó. Ở cõi này mà mình mà chịu mà đi nhậu thì tuần nào cũng có chỗ kêu à. Nhưng mà rồi có chỗ ăn nhậu thì cũng có chỗ tu hành. Mà nếu mà người nào tu hành thì người đó sẽ tới chỗ tu hành. Cho nên thiên đường có, địa ngục có, mà có với ai? Thiên đường có với những người nào cầu thiên đường, địa ngục có với những người nào muốn địa ngục. Cho nên người ta định nghĩa chữ địa ngục là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu là có với ai? Vô là vô với ai? Cái nghĩa của chữ địa ngục là vậy. Bây giờ thưa đại chúng là ở đây có casino không? Nếu người nào thích casino là biết nó nằm đâu không? Nhưng mà nếu mình không thích casino biết nằm đâu không? Không. Vậy thì casino có, nhưng mà có với những người thích casino. Casino không có với những người không có biết casino, không thích nó. Địa ngục cũng thế. Địa ngục có với những ai cùng tâm niệm của địa ngục. Địa ngục không với những người không sống theo cái sâu ăn. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một câu trong Kinh Pháp Cú để đại chúng thấy rằng á, chúng ta vượt được cái khó nào và chúng ta cần phải làm gì để chúng ta được, đã vượt được cái khó đó thì chúng ta làm gì nữa để chúng ta được tiếp tục. Trong đó có cái phần chúng ta được làm người mà may thay cũng có Phật Pháp. Và nhờ, chính nhờ Phật Pháp cho nên chúng ta mới sống đời được như tới giờ phút này. Nếu không có Phật Pháp có lẽ mình khổ nhiều lắm. Mình đã từng khổ nhưng mà nhờ Phật Pháp mình vượt qua được tới giờ phút này. Vậy thì quá hiếm, quá khó, phải không? Và lần lượt từ Phật Pháp dẫn mình đời an lành, chính đời an lành đưa mình được sống một, nếu mình có trở lại thì cũng ở những cõi lành, mà thấp nhất cũng là cõi người. Mà nếu mà trở lại một làm người mà sanh được một trong gia đình chánh tín, biết quy hướng những điều lành thiện, thì đó là cái phước lớn của mình nữa. Đó, cho nên ngay cả quý vị thấy không, chó mèo đó, chó mèo nhà nào bây giờ nó lọt vô nhà nào vào nhà Phật tử đó, nó có phước rồi đó. Mình chăm sóc nó bằng cái cách ở đây đã đành rồi ha, rồi mình còn
tụng kinh niệm Phật ở nhà, mở máy nghe giảng rồi đó, nó cũng được thấm vô. Mà chắc chắn rằng khi nó bỏ cái thân chó mèo của nó đời này, nó sẽ được sanh về cõi lành nhờ người chủ nuôi nó cũng là một người biết hướng thiện. Thôi thì Pháp Hòa có mấy lời với đại chúng trong cái ngày lễ Phật đản này, và mong đại chúng dựa theo cái bài kệ này để chúng ta quán chiếu để nhận ra những hạnh phúc của mình, và chúng ta thấy chúng ta cần phải tu tập để chúng ta nuôi dưỡng cái phước lành, và nhờ cái phước lành này mỗi ngày mỗi tăng trưởng để đưa chúng ta đến cái chỗ lành thiện hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có câu hỏi không? Kính thưa đại chúng, nếu mà không có câu hỏi đó thì Pháp Hòa có một thông báo như thế này. Thì như tất cả quý vị cũng đều biết đó, Phật Pháp mà được lan rộng là nhờ vào chư tăng chịu khó hoằng pháp. Chùa chiền mà hưng thịnh là nhờ vào sự phát tâm hộ trì của Phật tử. Thì quý vị là người hộ trì cho đạo tràng Phật Pháp, để cho quý thầy làm cái công việc hoằng pháp đúng như cái bổn nguyện, bổn phận, trách nhiệm của người tu. Thì năm nay thầy trụ trì ở đây với Pháp Hòa muốn tổ chức cho các em ở đây nó được tu tập. Vì vậy cho nên mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đầu tiên tổ chức khóa tu cho các bạn trẻ tại tu viện Phổ Đức này. Các thầy ở trên Trúc Lâm sẽ kéo xuống đây trong một cuối tuần vào các ngày 16, 17, 18, 19 tháng 7 năm nay. 16, 17, 18, 19 tháng 7 thì các vị khuyến khích các em về tu viện Phổ Đức đây để tu tập. Các em có thể tham dự tuổi từ 13 tuổi trở lên. Có thể sẽ có một buổi cho các em nhỏ nhưng mà không có dài. Thí dụ ngày 16, 17 các em lên đi, thì các em nào mà nhỏ đó, mình sẽ cho các em nhỏ tuổi hơn, tức là từ 7 tuổi tới 12 tuổi, thì mình sinh hoạt cho em một ngày thôi, để các em có niềm vui và có khái niệm. Nhưng mà cái chính là mình muốn truyền đạt cho các em tuổi từ 13 trở lên, vì tuổi đó nó tạm đủ cái nhận thức để nó nghe và hiểu mình nói gì. Thì Pháp Hòa rất mong quý Phật tử ở Calgary này, mà Pháp Hòa tin tưởng điều đó, Pháp Hòa tin tưởng rằng Phật tử Calgary sẽ rất đông, sẽ hưởng ứng cái chương trình cho các con em mình về chùa tu học. Và nếu như năm nay mình tổ chức thành công thì mình sẽ tạo thành một cái lệ, rồi mỗi năm các thầy xuống để hướng dẫn cho các em. Và thưa đại chúng, chúng ta thường nghĩ rằng tre già thì măng phải mọc, nhưng mà sofa là thấy chưa măng nào. Tre thì già sắp đi hết rồi mà măng nó chẳng lú chẳng gì hết trơn. Cho nên đó là một cái điều mà thiệt sự nếu quý vị hỏi Pháp Hòa đó, nếu bây giờ trong lòng Pháp Hòa mà cái mà nó canh cánh trong lòng nhất là gì, Pháp Hòa chỉ quan trọng mấy em nhỏ thôi. Còn thật sự á, làm chùa làm gì đó chẳng qua là duyên đến thì mình làm. Chứ còn cái mà Pháp Hòa lo nhất là làm sao cho các em nhỏ nó hiểu Phật, nó có được một đời sống an lành. Đó là cái mình muốn. Cuộc sống bây giờ á, càng ngày vật chất nó càng nhiều, mà các em nhỏ sống lên lớn lên nó đi theo cái chiều đó, mà nó không có được cái hướng. Nó không có sai khi nó phải sử dụng đời sống vật chất, nhưng mà nếu nó có được cái phương pháp thì nó vẫn sử dụng cái đó mà nó an lạc hơn. Quý vị thấy bây giờ nó stress rất là nhiều, nó depress nhiều lắm lận. Tại sao? Tại vì nó để trong lòng nó nhiều thứ nó không có nói ra được. Mà cha mẹ thì đôi khi một là không hiểu nó, hai là nó không nói được tiếng Việt, nó không cùng ngôn ngữ, nó không diễn đạt được cái nó muốn. Nó khổ lắm. Khổ từ cái ngôn ngữ cho tới tư tưởng cách sống. Cho nên mà nếu mà
Nếu mà trong gia đình mình mà được một đứa con mà nó phát tâm nó tu ngay cái thời điểm bây giờ đó, đó là đại phước của gia đình. Tại vì sao không phải nó tu được đời nó không, mà nó hiểu tiếng Anh, nó sống ở xứ này đó, nó mang Phật pháp, nó cái điều mà Phật pháp cũng muốn nói không có phải là mình gò bó trong một cái gì gọi là đạo Phật, mà con đường chân chánh để nó sống. Vì đạo Phật là đường lối để sống mà. Mà nếu như mà ngay cả chính chúng ta đây, nếu mà mình cứ hư hư rồi mà đạo Phật là phải dây dây là mình khổ lắm. Mà nếu mà chúng ta hiểu là đạo Phật là phương pháp để sống, thì chúng ta sẽ vượt tất cả để chúng ta đới có một đời sống tốt. Cho nên Pháp Hòa rất là lo cái chuyện đó. Mà đi tới đâu mà thấy mấy em nhỏ nó đi chùa, nó nghe pháp hay là nó tu là Pháp Hòa vui lắm. Mà mình phải quan tâm, chứ đừng có nghĩ ôi nói cho nó biết rồi nó đi cũng đi kệ nó. Thành thử ra là nếu mà kệ nó thì nó sẽ đi theo cái kệ đó của mình. Nhiều khi mình hay nói thấy tội mà thôi kệ đó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Khổ lắm. Câu hỏi là khi mình nghe pháp, thỉnh thoảng mình bất đồng ý kiến với cái vị đang nói cái bài pháp đó, như vậy thì mình có tội không? Phải câu hỏi vậy không? Dạ thưa, không có tội. Tại vì sao? Tại vì những cái gì mà một vị thầy, một vị giảng sư đó, cái vị đó người ta nói đó, là người ta đứng ở trên một quan điểm, một cái nhìn căn cứ vào cái kinh nghiệm tu của cái vị đó mà nói. Thì chính mình á cũng đứng ở một góc cạnh nào mình nhìn sự việc để mình biết theo cái kiểu của mình. Nhưng mà cái hay á là mình không đồng ý, nhưng mình không có nghĩa là mình phải nhớ rằng cái không đồng ý của mình chưa chắc là nó đã đúng. Thì bây giờ nếu mà mình có cách á là mình đem hai cái của mình biết và cái vị thầy đó mới vừa nói cho mình nghe đó, mình đem về mình nghiên cứu trở lại, căn cứ theo những lời Phật dạy, để rồi mình dung nạp được cả hai ý. Thật sự ra không có một cái gì nó sai hết á. Chẳng qua là mình đứng ở cái góc này mình nhìn thì mình nói thế, đứng góc kia thì mình nói thế, chứ cả hai góc nó đều đúng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa đứng ở phía góc này nè, Pháp Hòa rằng hôm nay quý vị có thấy cái bình hoa này đẹp không, và hoa này gọi là hoa gì ở trên, thì phần lớn là hoa hồng nằm trước á. Quý vị mới nói ô hôm nay toàn là hoa hồng. Pháp Hòa cãi liền, Pháp Hòa nói trật, hoa hồng ở đâu mà hoa hồng, toàn là hoa cúc. Tại sao Hòa nói vậy? Bởi vì cái phía Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa chỉ thấy có hoa cúc. Nhưng mà cái người nói hoa hồng và người nói hoa cúc có sai không? Không có sai. Chẳng qua là người ở góc đó, phía trước đó thấy hồng, người đứng góc này thấy cúc. Nhưng mà cái người mà toàn vẹn tuệ giác á, người ta đứng trên hơn á, thì thấy ồ, bình hoa này nó có cả cúc lẫn hồng. Đức Phật đưa một cái câu chuyện trong kinh đó, có một đàn mù rờ voi. Thì có một con voi đó, một cái vị đó dẫn một đàn người mù tới để cho họ rờ con voi và để họ nói về con voi. Thì cái người mù mà họ rờ đúng cái chân của con voi đó, thì họ nói ô con voi như cái cột nhà. Người kia rờ nhầm cái vòi con voi, nói con voi như cái ống nước. Người nọ rờ nhầm cái lỗ tai con voi, nói con voi như cái quạt. Con voi có phải là ống nước không? Con voi có phải là cái quạt không? Con voi có phải là cái cột nhà không? Không. Nói họ chỉ nói được một phần của con voi thôi. Nhưng mà cái người sáng mắt họ nói đúng rồi, quý vị nói đúng hết, nhưng mà không phải con voi là cái cột, không phải con voi là cái quạt, mà những cái đó là những phần của con voi. Khi mình uống thuốc á,
Mình uống Tylenol mà hết nhức đầu á, thì cũng không có nghĩa là Tylenol số 1. Tại vì mình hợp với thuốc Tylenol, chứ cũng có những người người ta hợp với Advil, người ta hợp với những loại thuốc khác. Giáo pháp của Phật á, nó không có cái gì cao thấp hết á, chẳng qua là cái cách nào có thể giúp mình chuyển hóa được cái khổ đau của chính mình thì nó thành ra phương pháp thôi. Cho nên cái cách mà mình ghi nhận cái điều của một vị thầy nói có thể nó không cùng một cái tư duy với mình, nhưng mà cũng không có nghĩa là thầy đó sai hay là mình sai, mà mình phải biết dung hòa trở lại để mình học. Và nếu như thật sự cái lâu nay mình hiểu nó chưa đúng thì mình làm cho nó đúng. Còn nếu như mà cái vị đó mà chưa đúng á, thì cái vị đó sẽ nghiên cứu lại. Cho nên cái Phật pháp ở đây á, là quý vị đừng có sợ là nhiều khi mình nghĩ vậy chắc có tội. Không có tội gì hết á. Nhưng mà thay vì mình ngồi đó mình phân định thầy này đúng thầy này sai đó, thì mình sẽ bị một cái lỗi là phân biệt trong lúc mình nghe pháp, chưa có một nghe một cách trọn vẹn. Cứ nhận cái đó đi, cứ nhận cái lời hướng dẫn đó rồi đem về mình sàng lọc trở lại. Như vậy đó thì mình sẽ học được hai thứ, học từ cái thầy đó và học cái của mình. Cũng giống như là quý vị ra nước ngoài rồi quý vị biết nấu ăn đó. Quý vị biết nấu đồ Mỹ không? Biết. Nhưng mà có thêm kiểu Việt Nam mình vô đó không? Có. Mình làm cho cái món ăn nó đậm đà hơn. Bây giờ mình nấu biết nấu spaghetti mà, nhưng mà nấu kiểu mình, mình thêm thắt kiểu của mình. Mình biết làm pizza nhưng mình làm kiểu của mình. Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia là Pháp Hòa cũng được thỉnh thoảng được thưởng thức nhiều cái kiểu pizza đặc biệt lắm. Và mỗi một người người ta có cái công thức, và cái nào nó cũng có những cái hay cái ngon của nó. Thì cũng như vậy cho nên đó, mình học Phật pháp á, mình học Phật pháp á là mình nghe bằng cả cái tấm lòng của mình, và đừng có phân biệt là đúng sai phải quấy gì hết, mà cứ tiếp nhận như Đức Quan Âm Bồ Tát vậy đó. Người ta ngồi người ta nói nhưng mà không có nói, nín đi, nói không có đúng, cứ để cho người ta nói, rồi mình tiếp tục mình nghe, xong rồi mình biết sàng lọc, mình biết. Nhiều khi mình nghe cho hết thì mình mới hiểu rõ được nguồn cơn. Còn mình bắt người ta nín đi ngang nửa chừng thì mình không hết câu chuyện, thì mình không hiểu được cái điều người ta muốn nói. Cho nên á, Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho cái hạnh lắng nghe, nghe một cách trọn vẹn mà không có phê bình, không có phản ứng, không có nghị luận gì hết. Để cho họ nói cho xong rồi chúng ta sẽ nghe, nghe cho hết. Thì bây giờ mình học Phật pháp cũng vậy. Bất cứ một điều gì ai nói, chúng ta phải lắng nghe, rồi từ đó chúng ta mới có thể thanh lọc, và chúng ta phối hợp làm sao để cho nó vững chãi hơn cho cái hiểu của mình. Có một vị hòa thượng khi ngài giảng thì ngài nói tôi ít khi nào tôi hỏi đúng không. Tại vì cái đúng đó đúng với ai? Đúng với tôi thôi. Có thể đối với người khác không đúng, cho nên tôi không có bắt người ta nghe, phải đồng với một cái quan điểm của tôi. Tôi chỉ nói như vậy đó. Rồi quý vị về quý vị tư duy. Nếu cùng hiểu ý gì thì quý vị thực hiện, mà không đồng ý bỏ không có sao hết. Thí dụ bây giờ hôm nay Pháp Hòa nói cái gì đó, quý vị nghe, vì lịch sự cho nên ngồi nghe mà không có phản ứng. Nó dễ hiểu vậy đó, nghe mà bình thường vậy đó. Nhưng mà về á, cảm thấy rằng bữa đó ông này ông nói không có hay, nói cái điều đó không có đúng, bỏ, không cần nghe. Nghe xong rồi là về là thanh lọc lại và thấy cái điều đó không đúng, không cần nghe, không có tội lỗi gì hết. Ngay cả Đức Phật nói một câu trong kinh nè: pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Cái giáo pháp chân thật của Phật mà chúng ta còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Pháp là ví dụ ha.
Ví dụ như bây giờ mình quan niệm là đi chùa phải thắp nhang, và ai cũng hiểu 99% là đa số ai cũng hiểu vậy đó. Đi chùa vô Phật là phải thắp cây nhang. Nhưng mà nếu đến một lúc nào đó nhang có nhiều hóa chất quá, và ở đây chúng ta đóng cửa bích bùng, không có lối thoát, không có thoáng, và rất nhiều người bị ngọt, bị bệnh, bị dị ứng, bị xuyển, chúng ta cần phải bỏ nhang, không nên thắp nhang nữa, tội không? Không có tội. Đó, cái pháp thượng ưng xả hà huống là cái không phải pháp. Hay là quý vị nói tới Phật, bây giờ đến trước bằng Phật phải quỳ xuống lại cho thật sát đất ba lại, nhưng mà gặp cái chú đó, chú bệnh cái chân, chú quỳ không được. Rồi ông lẽ mình nói ông này tội lắm nè, lại không có sát. Thật ra pháp thượng mà ông vì bệnh chân cũng không quỳ ông lại, không hề tội lỗi gì hết. Cho nên có một vị đó đến gặp Lục Tổ Huệ Năng đó, ông lại mà đầu không có sát. Thì Tổ mới nói lại mà đầu không sát chi bằng đừng lại. Ông mới trả lời một câu, nói tôi là người đọc kinh, ông tôi là người đọc kinh hiểu Phật rất là nhiều. Hòa thượng Tổ Huệ Năng mới hỏi ông pháp danh gì, nói con pháp danh là Pháp Đạt. Pháp Đạt, Pháp Đạt là gì? Là cái người mà thấm thấu đạt được pháp á. Thì ông nói ông pháp danh Pháp Đạt, cái hòa thượng nói ông pháp danh là Pháp Đạt nhưng mà không đạt được pháp. Vì nếu ông đạt được pháp á, là ông đâu có tâm sanh cái tâm khinh thường ngạo mạn. Nếu mà ông thấm thấu được Phật pháp thì ông có đâu có ỷ lại là ông hiểu Phật pháp, ông đọc kinh nhiều, ông khinh thường người khác. Cho nên đọc kinh nhiều mà không đạt được pháp thì không thể gọi là Pháp Đạt. Chư hòa thượng mới vỡ đấy, ông tên là Pháp Đạt mà không đạt được pháp. Nói được câu đó cái ông tỉnh, phải không? Thì cũng có một người khác nói tôi tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, 3000 bộ nha. Thì Tổ mới nói khi mê á thì bị Pháp Hoa độ, khi tỉnh là độ Pháp Hoa. Nghĩa là khi mà mình còn mê lầm, mình chấp trước tụng kinh nhiều như vậy mới có phước, là mình bị cái bộ kinh đó nó làm mình trật đi rồi, nó làm mình trật đi cái tâm tư tu hành của mình rồi, cho nên là bị Pháp Hoa độ. Còn nếu mà cái người mà người ta thấm thấu được Pháp Hoa là độ Pháp Hoa, có nghĩa là hôm nay tôi bệnh tôi không tụng Pháp Hoa có tội không? Không tội lỗi gì hết. Hồi nãy con chị Phật tử đấy, con lúc này con ít ăn chay lắm, tại vì con phải nấu ăn cho gia đình, nêm nếm không được, Pháp Hoa nó mắc cái gì không được. Chị ăn chay chị cứ ăn, mà chị nấu ăn cho người nhà chị cứ nếm bình thường chứ. Nghĩa là tu hành ở đâu, đâu phải mình bất tu do mình miếng nếm thử miếng đồ kho coi nó có ngon không. Vừa ăn chưa, mình nấu cho người ta ăn thì phải chắc chắn mà nấu cho ăn được. Cho nên ví dụ ngày đó chị ăn chay mà chị lỡ chị múc miếng thịt kho nước hay chị nếm thử mà nó ngon quá rồi mà chị nuốt luôn được cô không sao, nó chả tội lỗi gì hết. Một miếng nước mắm mình nuốt đó so với nguyên ngày chay thì cái nào hơn? Nguyên ngày chay nó hơn chứ miếng nước mắm nó tội lỗi gì mà cứ sợ không nuốt. Mà còn nếu mà ngại ngùng nữa thì nếm nếm vừa ăn rồi thì mình nhả nó ra. Chứ đâu phải vì cái chuyện nếm miếng cho người ta rồi mình bỏ một ngày chay của mình. Quý vị hiểu được cái ý chỗ đó tu không? Thật để mình hiểu được cái chỗ đó rồi mình tu nó khỏe ru à. Mà mình không hiểu được là tu càng cực. Cho nên mình phải nhớ là có những cái trường hợp đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là uyển chuyển. Cho nên cái máy chùa là cái máy công. Quý vị thấy không? Chùa máy công. Cái máy công của ngôi chùa là tượng trưng cho gì? Cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật không có cứng nhắc. Tinh thần của đạo Phật là tinh thần không có cứng nhắc, mà mình biết ứng dụng mọi cái hoàn cảnh để chúng ta có thể chúng ta sống một cách nhẹ nhàng linh động. Pháp Hòa xác định lại đạo Phật là một đạo lý để dạy chúng ta sống cho lành mạnh, sống hạnh phúc, sống an vui, chứ không phải để chúng ta ôm một mớ giáo lý lời dạy của Phật để rồi chúng ta đau khổ bực bội với những người xung quanh mình. Hiểu giáo pháp như thế nào, học giáo pháp như thế nào mà mỗi ngày mình hiểu, càng học Phật càng an vui, càng sống hạnh phúc. Như vậy là hiểu đúng và tu đúng.
Còn hiểu Phật Pháp cho nhiều mà đi tới đâu là mình bực bội, mình câu có gì, mình thấy xung quanh mình ai cũng trật hết trơn, con mình đúng à, thì coi chừng cái đó là nguy hiểm lắm đó. Cái đó là bị Pháp độ rồi đó. Thay vì mình độ Pháp. Cũng giống như Phật tử đi chùa đó, làm công quả đó, kêu là hộ Pháp. Hộ Pháp tức là ủng hộ, hộ trì cho Phật Pháp, kêu là hộ Pháp. Ví dụ như quý vị hùng tiền vô phụ cho chùa, tiền điện nước hàng tháng, tiền mortgage hàng tháng, tất cả những cái gì trong chùa quý vị đều ủng hộ để cho chùa được một cách tốt đẹp. Cái đó gọi là hộ Pháp. Nhưng mà muốn hộ Pháp cho hay, cho giỏi là phải lấy Pháp hộ, lấy Phật Pháp hộ thân tâm của mình. Khi thân tâm mình an lạc rồi thì mình sẽ hộ Pháp một cách dễ thương. Ví dụ như lỡ mình đưa tiền mà người ta quên ghi lên bảng, đi ngang không thấy tên cũng bình thường. Tôi làm xong bổn phận tôi rồi, tức là tôi đã cúng dường rồi. Còn cái chuyện có tên hay có tuổi không sao hết đó, tại vì chùa không ghi tên thì tôi vẫn có tên. Thử ra mình cứ đi ngang cứ khổ hoài, mà có nhiều khi giận không thèm cúng nữa. cái này là mình thì cái này là bị phải không? Thật ra mình, cho nên một cái câu trong Phật giáo hay nói đó, dĩ Pháp hộ Pháp, hãy lấy Phật Pháp mà hộ cho Phật Pháp, thì cái hộ đó nó hay. Hôm qua khuya đó có em Phật tử nó gọi nó thăm, xong cái nó nói thầy, có phải mình thương một người nào á, mình thương một người nào thì mình phải control cái người đó không thầy? Cái Pháp Hòa mới nói thì muốn vậy cũng được, nhưng mà người đó bị khổ chứ không phải bị thương. Mà nếu là gọi là bị thương chứ không phải được thương. Thì Pháp Hòa mới nói không phải một mình em, mà hầu như tất cả chúng ta, khi chúng ta thương một người nào rồi là chúng ta muốn cái người đó phải đi theo ý của mình. Ví dụ ha, hồi mình chưa thân thiết gì với người đó, người đó muốn đi đâu đi, muốn về giờ nào về cũng sao hết á. Từ hồi mình thân với cái người đó rồi á, mình gọi mình 5 giờ người đó chưa về tới nhà, nó nãy giờ đi đâu. Mà trước kia là không hề hỏi câu đó, hỏi nãy giờ đi đâu, tại sao tôi gọi hoài bắt phone, vân vân. Thành nữ ra mình không có cho người ta một cái không gian nào người ta thở hết trơn á, là mình bắt người ta ở trong cái lòng mà mình thương người ta đó. Cho nên cái đó là người ta bị thương. Cho nên mình thương cái người thương của mình đó. Chẳng hạn như bồ bịch tuần nào cũng đi chơi, nhưng mà bữa nào người bồ mình phone tới nói anh ơi, em ơi, tuần này nhà anh có việc, cho anh ở nhà anh lo việc, cái giận. Nói vậy anh ở nhà luôn đi. Mình phải lâu đi chơi với mình mỗi tuần, mà phải cho anh ta tuần để cho anh ta spend time với gia đình ta chứ, đúng không? Thành thử ra mình không có nên như vậy. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy em á, yêu không có tội, yêu không có khổ. Nhưng mà khổ là tại vì cái cách yêu. Cách yêu không đúng thì từ cái cách yêu nó khổ. Giống như mình ăn đâu có tội, mà ăn không đúng là bệnh. Thật ra yêu không có khổ gì hết á. Bản chất của yêu nó không hề có khổ. Mà nếu mình biết yêu á, thì càng yêu người ta càng hạnh phúc, và mình cũng hạnh phúc theo cái tình yêu đó. Còn mình không biết yêu và mình yêu không đúng cách. Cho nên nhà thơ Xuân Diệu có một câu hay lắm á, người ta khổ vì người ta yêu không phải chỗ. Người ta yêu, người ta khổ vì người ta yêu không phải cách. Cái cách yêu nó không đúng thì càng yêu mình càng khổ. Và yêu kiểu đó nó yếu lắm, càng yêu càng yếu. Là gì? Mình yếu, yếu cái tâm tư của mình, và làm người kia cũng yếu theo. Và cái tình đó, cái tình yêu đó càng ngày nó càng yếu đi, vì người ta cảm thấy rằng hình như mình không phải là một đối tượng, tại vì mình gò bó quá và người ta không có không gian. Thôi thì hôm nay qua cái câu hỏi của một cái vị Phật tử, thì chúng ta sẽ hiểu cái cách mà chúng ta nghe Pháp. Và đừng có lo cái sự tội lỗi gì, nhưng mà chúng ta không có phán đoán, và chúng ta quả quyết cái điều đó sai hay đúng. Và cái người học Phật có tuệ giác thì chúng ta biết dung hòa và biết làm như thế nào để, nếu mình không đồng thì mình buông bỏ, không có gì phải buồn phiền hết. Và ai đó cũng có thể phù hợp với cái món thuốc đó.
Cho nên quý vị thấy là có nhiều cái tiệm nó bán dở muốn chết. Mình nói là tại mình ăn không vừa miệng mình mà nó dở muốn chết. Chứ mình đặt thêm câu vậy mà nó sống hoài mới hay chứ. Như vậy thì ai ăn được? Có người khác ăn được, tại mình ăn không được. Mình mới nói cái tiệm nó dở muốn chết, vậy mà nó sống hoài mới hay. Như vậy nó chỉ không bán cho mình nữa, chứ nó vẫn bán được cho hàng trăm người khác. Vậy nó chắc nó dở không? Chưa chắc nó đã dở và nó phù hợp với cái khẩu vị của người khác. Chúc đại chúng an vui, và tuần sau mình sẽ gặp nhau vào ngày cuối đầu năm ha. Dạ. Yeah.